Nếu các bạn có nhu cầu mua củ sạc, cáp sạc, pin dự phòng, hãy truy cập gian hàng công nghệ chính hãng Vgear trên Shopee. Củ sạc chính hãng Azeada công suất 20W, 33W, 45W, 65W, chỉ từ 145.000. Sạc được từ điện thoại cho đến máy tính, tốc độ nhanh, đạt chứng chỉ an toàn và chuẩn CE xuất đi châu Âu. Cáp sạc 2 trong 1 công suất 65W, chỉ từ 99.000. Pin dự phòng 10.000 mAh, sạc nhanh 22,5W, chỉ từ 199.000. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng. Ưu đãi thêm cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ở ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ 7 ngày 30 tháng 12. Chúng ta cũng bắt đầu ngày với diễn biến mới tại Robotyne khi quân đội Nga đang tiến công như vũ bão. Có 3 mũi tiến công được Nga ghi nhận. Đầu tiên là mũi tiến công hướng đông bắc Kopani. Đòn tấn công nhắm thẳng vào con đường chạy từ Novodanylivka tới Robotyne, một nỗ lực đánh gãy tuyến vận chuyển của Ukraine tới Robotyne. Quân đội Ukraine tập trung chủ yếu tại trung tâm Robotyne và vùng lãnh thổ nằm giữa khu định cư này và Vebové. Ngoài một số con đường vận chuyển thông qua đường rừng, những bãi đất trống, thì quân đội Nga đang gây áp lực trực tiếp đến con đường vận chuyển trọng yếu của Ukraine. Phần lãnh thổ nhô ra về phía bờ đông Novodanylivka này là thành quả từ chiến dịch tấn công kéo dài 6 tháng của Ukraine. Từ thời điểm chiến dịch kết thúc, quân đội Ukraine đã làm mọi cách để có thể bảo vệ thành quả tấn công của mình. Trước nỗ lực đó, quân đội Nga cũng không kém cạnh. Họ liên tục triển khai hàng loạt chiến dịch tấn công nội trong tháng 12, chiếm được nhiều phần lãnh thổ phía tây, tây nam Robotyne, tây nam Vebové. Trong 24 giờ vừa qua, tiến triển mới được ghi nhận là mũi tiến công đánh về hướng đông bắc, nhắm thẳng vào tuyến đường cao tốc, con đường vận chuyển chính của Ukraine. Tại phía tây Robotyne, quân đội Nga đang kéo thêm lực lượng tới kiểm soát hệ thống công sự tại đây. Hệ thống công sự này mọi người có thể theo dõi như mình biểu thị trên bản đồ. Chúng nằm ở phía tây Robotyne và vùng ngoại ô phía bắc. Đây là hệ thống công sự được Nga triển khai xây dựng trước thời điểm Ukraine mở chiến dịch tấn công. Giờ đây, Ukraine đang sử dụng chính hệ thống công sự của Nga để chống lại Nga. Đòn tấn công của Nga hướng về phía bắc Robotyne là để gây áp lực quân sự, ép lực lượng Ukraine phải tháo lùi, chứ Nga không muốn phải đối đầu trực diện với hệ thống công sự dày đặc này. Cụ thể hơn, nếu Nga dồn toàn lực tấn công vào bên cánh của Robotyne, thì quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Họ tự khắc sẽ phải đưa ra quyết định rút lui. Chiến thuật này sẽ giúp cho Nga giảm đáng kể thiệt hại so với quyết định tấn công trực diện. Tương tự diễn biến tại Robotyne, quân đội Ukraine đã bị buộc phải tháo lùi trước áp lực bị bao vây. Họ đã tháo chạy khỏi phòng tuyến như mình biểu thị. Phòng tuyến này bao gồm hệ thống hào trung tăng, răng rồng, hào thông thường. Đường hào đi từ tây xuống nam như mình biểu thị. Quân đội Ukraine sở hữu phòng tuyến tương đối vững chãi tại bờ tây Robotyne, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tìm cách rút lui vì quân đội Nga tấn công vào bờ bắc và bờ tây, cách xa vị trí tập trung lực lượng Ukraine. Trước khi bị Nga bao vây, quân đội Ukraine đưa ra quyết định rút lui toàn bộ quân lực ra khỏi vị trí này. Tự trùng lại, khả năng cao ta sẽ thấy quân đội Ukraine dồn toàn bộ vùng lãnh thổ nhô ra về phía nam này. 6 tháng chiến dịch dài đằng đẵng dường như đã trở thành công cốc. Tiếp tục với Novomykhailivka, quân đội Nga có được cứ điểm tại bờ đông khu định cư. Nhiều mũi tiến công tiếp tục được Nga nối dài nhắm thẳng vào Novomykhailivka. Ngoài ra, cũng có một mũi tiến khác Nga triển khai ở bờ bắc, nhưng dường như chưa có thay đổi mới nào về lãnh thổ được ghi nhận. Chuyển tiếp tới diễn biến tại Marinka, áp lực quân sự tiếp tục được Nga nối dài về hướng Heureka, một cứ điểm trong khu định cư giờ nằm gọn trong tay Nga. Đây là hệ quả từ chiến bại của Ukraine tại Marinka. Quân đội Nga được đà cứ thế mà tiếp tục tiến bước về phía tây. Nhìn rộng hơn, ta có thể thấy quân đội Nga đang triển khai rất nhiều biện pháp để có thể mở rộng tiền tuyến của mình tại bờ nam Donetsk. Ngoài giao tranh tại Marinka, thì Nga còn quyết định mở rộng chiến dịch đánh vào bờ nam Krasnohorivka, một điểm công nghiệp được gia cố vững chãi nằm trong tay của Nga. Tiến triển mới này được đăng tải kèm theo thông tin xác nhận. Ngoài ra còn có một phần lãnh thổ khác như mình biểu thị. Đây là phần lãnh thổ Nga chiếm được tại thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Hệ thống hào tại vị trí này là hào quân sự của Nga, còn đường hào đối diện thuộc sở hữu của quân đội Ukraine. Sau chiến dịch tấn công, Nga đã có được cả hai hệ thống hào này. Phóng to bản đồ, mọi người có thể thấy trên phía bắc khu vực kể trên còn có sự hiện diện của hệ thống hào của Ukraine. Phía tây cũng ghi nhận những hình ảnh tương tự. Đường hào chạy rộng khắp bờ nam Krasnohorivka. Nhìn vào cánh rừng này, mọi người có thể thấy là đường hào chạy dọc lên tận phía bắc và mở rộng về phía tây, kéo dài tới cánh rừng lần cận. Hệ thống công sự cứ thế phát triển và dày đặc hơn về phía bờ đông Krasnohorivka. Có thể nói hai bên đã áp dụng phương pháp tác chiến chủ yếu dựa vào hệ thống công sự, đường hào. Diễn biến này cũng được ghi nhận trước cuộc đổ bộ của Nga trong cuộc chiến tại Donbas. Quân đội Nga áp dụng chiến thuật quen thuộc. Họ không đánh trực tiếp vào hệ thống đường hào. Để mọi người có cái nhìn rõ hơn, thì hệ thống công sự của Nga là ở bờ đông, còn đối với Ukraine là bờ tây. Quân đội Nga đục vào cánh của đường hào chứ không đánh trực diện. Đây có thể coi là điểm yếu chí mạng của phương thức tác chiến này. Nhưng đó chỉ là trường hợp Nga đối mặt với đường hào riêng lẻ. Nếu phải đối mặt với hệ thống công sự phức tạp, chạy ngang chạy dọc thì không có cách nào để Nga có thể áp dụng chiến thuật tương tự. Hơn thế nữa, bức ảnh chụp vệ tinh này còn chưa được cập nhật mới. Chắc chắn trong thời điểm hiện tại, nó còn phải dày đặc hơn thế gấp bội. Bờ nam Krasnohorivka cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của quân đội Ukraine. Hệ thống đường hào chạy ngang chạy dọc liên kết với nhau dày đặc, phức tạp, chẳng khác nào mạng nhện. Đây là những bước chuẩn bị hết sức kỹ càng của quân đội Ukraine trước cuộc đổ bộ của Nga. Quân đội Nga sẽ tìm cách để có thể vòng qua đánh vào sau lưng Krasnohorivka thay vì đối đầu trực diện, tương tự như cách mà họ đã làm tại Avdiivka. Nga đánh vào hai cánh phía nam và phía bắc đằng sau khu định cư, chiếm thêm lãnh thổ lân cận thay vì tấn công trực diện, bọc nghẹt tuyến đường vận chuyển của Ukraine. Tại bờ bắc, quân đội Nga tiến đánh với 3 mũi nhọn khác nhau, trong khi Ukraine triển khai chiến dịch phản công tại Stepove. Phân tích kỹ hơn, tại mũi tiến phía nam nhà máy lọc nước, quân đội Nga nhắm tới cánh rừng trước mắt. Tại Stepove, quân đội Ukraine triển khai chiến dịch phản công tái chiếm lại đường rừng vị trí này. Tại phía bắc, quân đội Nga tiếp cận điểm dân cư, chuẩn bị tiến vào Ocheretine. Ngoài ra, Nga cũng có một số đường rừng phía nam Novomykhailivka. Với tiến triển tại bờ bắc Avdiivka như này, thì ta có thể thấy là quân đội Nga đang sở hữu một phần lãnh thổ nhô ra. Có khả năng họ sẽ bị bao vây nếu không bảo vệ tốt hai cánh. Ukraine nhận biết được cơ hội này, họ liên tục triển khai các đòn tấn công nhắm vào hai cánh phần lãnh thổ nhô ra của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga triển khai hàng loạt chiến dịch phản công, mở rộng tiền tuyến và bảo vệ hai cánh hết sức kỹ càng. Avdiivka đối mặt với nguy cơ sụp đổ vì hiện tại tiền tuyến của Nga ở hai cánh là quá rộng rồi. Đặc biệt là việc Nga sở hữu đoạn đường dày tại bờ bắc Avdiivka đã đe dọa trực tiếp tới an nguy của lực lượng Ukraine trấn thủ tại khu định cư pháo đài này. Quay trở lại với Marinka, như mình đã phân tích trong video trước, tồn tại khả năng quân đội Ukraine triển khai chiến dịch phản công vào bờ nam khu định cư. Vì phần lãnh thổ này không có gì khác ngoài những bãi đất trống, Nga cần thiết phải có được Pobieda nếu họ muốn bảo vệ thành quả của mình tại Marinka. Trong hôm nay, mình đã nhận được thông báo mới và đúng thật là Ukraine đã triển khai chiến dịch theo hướng đó. Mọi người có thể theo dõi qua hình ảnh được định vị sau đây. Hình ảnh cho thấy chiếc UAV của Nga đang săn đuổi dàn xếp quân sự của Ukraine trong lúc đoàn xe này đang tiến thẳng tới bờ nam Marinka. Đoàn xe quân sự này bao gồm xe chở bộ binh, xe tăng, xe chống bộ binh. Tuy nhiên, đòn tấn công này đã thất bại hoàn toàn. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Nga. Họ cần phải cấp tốc kéo thêm lực lượng tới đánh chiếm Pobieda để bảo vệ hai cánh của Marinka, đặc biệt là trước tình hình quân đội Ukraine sở hữu đường cao tốc chạy từ Kurakhove tới Marinka, Pobieda. Nga cần phải có được Pobieda trước khi quyết định mở chiến dịch đánh vào Krasnohorivka. Ngoài ra, quân đội Nga cũng cần phải chiếm được quyền kiểm soát dọc con sông chạy theo hướng đông tây tại bờ bắc Marinka, kéo xuống phía nam, đánh vào đoạn đường cao tốc kể trên, nắm trong tay Pobieda, mở rộng vùng kiểm soát như mình biểu thị. Từ đó, Nga mới có thể bảo vệ được cánh phòng thủ và lúc đó Nga mới được phép thoải mái đẩy quân lên đánh vào Krasnohorivka. Ta cùng chuyển tới diễn biến tại Bakhmut. Tại khu vực này ghi nhận UAV Nga săn đuổi lính Ukraine tại mỏ đá phía tây Pivdenne. Ta có thể khẳng định rằng giao tranh tại mỏ đá phía tây Holipka đã kết thúc với phần thắng dành cho Nga và giao tranh đang được đẩy xa hơn về các mỏ đá tại phía tây, đánh vào vị trí quân đội Ukraine tập trung lực lượng, khí tài. Bờ bắc Bakhmut cũng ghi nhận tiến triển mới. Quân đội Nga chiếm thêm cánh rừng phía tây Chromove. Họ đang nuôi ý định đánh vào Chasiv Yar cũng như là đánh vào phía bắc Ivanivske. Quân đội Nga liên tục triển khai rất nhiều chiến dịch tấn công, nhưng dường như không có thay đổi mới về lãnh thổ được ghi nhận. Các chiến dịch sẽ vẫn tiếp tục triển khai, nhưng sẽ bị chặn đứng bởi lực lượng phòng thủ của Ukraine. Và quan trọng hơn là tình hình thời tiết như hiện tại thực sự rất tệ để Nga có thể tiếp tục tiến công. Kết thúc video, chúng ta lên tới khu vực phía tây bắc Kremina, phía tây Chevono Popivka, nơi ghi nhận cuộc đối đầu giữa xe tăng Nga và xe tăng Ukraine. Mọi người có thể theo dõi qua hình ảnh được định vị sau. Như vậy, quân đội Ukraine đang tìm cách để có thể làm chậm tiến trình của quân đội Nga về phía tây Têni bằng cách triển khai các chiến dịch phụ xung quanh. Nếu áp lực quân sự được Ukraine đẩy về hướng đông bắc, quân đội Nga cần thiết phải đem quân lên để chống lại lực lượng đánh phá này. Lợi dụng khoảng trống, rất có thể lực lượng Ukraine chiến đấu tại Têni sẽ tìm cách để triển khai chiến dịch phản công và chiếm lại phần nào lãnh thổ bờ đông Têni. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.